Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại trục đường nhánh của đường Hà Quý Giáp, phường Thanh Xuân để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng. Lô đất có diện tích chiều ngang là 4,1m và chiều sâu vô là 19m. Tổng diện tích là 78m2, thổ cư là 60m2 và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 300 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Đường trước lô đất là đường thông, có chiều ngang là 5m, xe ô tô, xe tải vào thoải mái. Lô đất có hướng Tây Nam, phù hợp với quý anh chị mệnh phong thủy Tây Tứ Trạch. Lô đất cách trục đường chính Hà Quý Giáp khoảng 100m và trong bán kính khoảng 300m chúng ta có chợ Thịnh Xuân, ủy ban phường, trường cao đẳng điện lực, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và từ vị trí lô đất này chúng ta đi khoảng 3km là về tới Gò Vấp và sân bay Tân Sơn Nhất. Lô đất nằm trong khu dân cư ở kín, với diện tích 4,1m và chiều sâu là 19m, tổng diện tích là 78m2 và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 3. Nếu quý anh chị quan tâm đến lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Giá này chủ nói cũng sẽ bớt lọc cho quý anh chị thiện chí. Lô đất thì sát bên trường cao đẳng điện lực. Quý anh chị có thể mua lô đất này về xây lên 3 tầng. Một tầng thì chúng ta dùng để ở, còn 2 tầng lại cho sinh viên thuê. Chúng ta vừa có chỗ ở, vừa có thu nhập hàng tháng, rất là tuyệt vời phải không quý anh chị? Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ trục đường chính Hà Quý Giáp vào tới lô đất cho quý anh chị xem. Trước mặt quý anh chị là đường Hà Quý Giáp. Chúng ta quẹo vào phía bên trái khoảng 100m là tới vị trí lô đất. Đường dẫn vào lô đất khúc này là hẻm nhựa, có chiều ngang là 8m. Hiện tại bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể gọi cho Phúc, Phúc sẽ tư vấn dẫn quý anh chị đi xem thêm nhiều lô khác. Còn nếu quý anh chị muốn ký gửi bán thì cũng cứ điện thoại cho Phúc, Phúc sẽ tới quay làm cái clip giống như vậy để và gửi cho anh chị bên môi giới bán, giúp quý anh chị bán lô đất ra nhanh. Video review lô đất diện tích 4,1m, chiều sâu là 19m, pháp lý là sổ hồng riêng, giá 3 tỷ 3 của em đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Xin cảm ơn. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.